Chào mừng các bạn đến với chương trình bình luận bóng đá vòng bảng Cúp C1 châu Âu mùa giải 2022-2023 trên kênh tin bóng đá. Nhận định soi kèo bóng đá và thông tin trước trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Juventus diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2022 thuộc bảng H UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Theo đó, tại bảng E, Juventus sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân công viên các hoàng tử ở Pháp. Không quá khi nói, đây chính là trận chung kết của bảng H Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay, bởi Paris Saint-Germain và Juventus chính là hai ứng viên sáng giá cho suất vào vòng 1/8 tại Cúp C1 châu Âu mùa giải này. Đội bóng nào có chiến thắng trong trận đấu này sẽ tràn trề cơ hội đi tiếp, bởi Benfica và Maccabi Haifa sẽ không thể sánh bằng Paris Saint-Germain và Juventus. Paris Saint-Germain đã có lợi thế sân nhà cùng của ba nguyên tử là Kylian Mbappe, Messi và Neymar. Ở League One, Paris Saint-Germain đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 lượt trận bất bại, trong đó họ có 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Với phong độ đó, nhà đương kim vô địch nước Pháp tự tin có 3 điểm trước đại diện nước Ý. Phía bên kia chiến tuyến, Juventus đến với đấu trường Cúp C1 châu Âu với phong độ không cao. Và đầm già thành Turin, dù bất bại tại Serie A nhưng họ chỉ có 2 trên 5 trận thắng. Còn lại Juventus hòa 3 trận, trong đó có những trận hòa trước đội bóng yếu ở Serie A như Sampdoria. Phải làm khách ở trận mở màn Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay trên đất Pháp là thử thách không nhỏ đối với Borussia và các đồng đội. Ở trận đấu này, Di Maria sẽ trở lại sân công viên các hoàng tử với nhiệm vụ giúp Juventus có chiến thắng. Tuy nhiên, đây là điều không mấy dễ dàng khi Paris Saint-Germain đang có phong độ cao. Giới chuyên gia nhận định Juventus cần kiếm về một điểm trong chuyến làm khách tại nước Pháp, nếu không họ sẽ gặp khó tại bảng H, bởi đại diện Bồ Đào Nha là Benfica lúc này cũng là đội bóng rất khó đối phó. Trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Juventus sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2022. Đây là trận đấu mở màn thuộc bảng H UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Bạn dự đoán thế nào về trận đấu này? Đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ comment trong bình luận dưới video chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.